chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 7. Trong chương trình truyền hình Quân khu 7 hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các đồng chí những nội dung chính sau. Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổng kết 10 năm thực hiện nhiệm vụ phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, nhiệm vụ A2 và phòng chống khủng bố 2006-2016. Bộ Tư lệnh Quân khu 7 gặp mặt đoàn đại biểu già làng, trưởng bản và cán bộ dân tộc thiểu số tiêu biểu huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng trong chuyến hành trình tham quan địa bàn thành phố Hồ Chí Minh của đoàn. Bộ Tư lệnh Quân khu 7 khai mạc hội thi chính trị viên Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn giảng dạy chính trị giỏi lần thứ tư năm 2016 để đánh giá chất lượng đội ngũ chính trị viên trong công tác giảng dạy chính trị cho dân quân tự vệ. Đoàn công tác Tổng cục Hậu cần phúc tra kết quả thực hiện các nội dung trong phong trào thi đua xây dựng đơn vị, chính quy, an toàn, hiệu quả tại Trung đoàn 657, Cục Hậu cần, Quân khu 7. Cán bộ, chiến sĩ trường quân sự Quân khu 7 thể hiện tinh thần nhân văn trong chiến dịch hiến máu tình nguyện với thông điệp một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Phần cuối chương trình là phóng sự Trường sĩ quan lục quân 2, 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Sau đây mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình. Qua 10 năm thực hiện nhiệm vụ phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, nhiệm vụ A2 và phòng chống khủng bố, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lực lượng vũ trang quân khu 7 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Để đánh giá những mặt đã làm được và những mặt hạn chế và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho những năm tiếp theo, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổng kết 10 năm thực hiện nhiệm vụ phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, nhiệm vụ A2 và phòng chống khủng bố 2006-2016. Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 chủ trì hội nghị. Trong 10 năm qua, các cấp các ngành, đặc biệt là lực lượng vũ trang Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh và Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện rõ là lực lượng chủ yếu và phát huy những kinh nghiệm trong công tác phòng chống biểu tình, bạo loạn, xử lý tốt các tình huống về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Các cơ quan quân sự thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và biên phòng các tỉnh, kịp thời xử lý nhanh chóng, hiệu quả các tình huống xảy ra, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, qua đó củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Trung tướng Võ Minh Lương biểu dương những thành tích lực lượng vũ trang, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh và Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong những năm qua, và đặc biệt lưu ý trong thời gian tới, tình hình sẽ còn rất phức tạp. Các thế lực phản động trong nước vẫn đang tìm mọi cách để chống phá Đảng, Nhà nước ta. Các thế lực khủng bố đang chuyển hướng về khu vực Đông Nam Á. Đồng chí Tư lệnh yêu cầu lực lượng vũ trang, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh và Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phải thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình, xác định các mục tiêu, địa bàn trọng yếu có thể xảy ra khủng bố, bạo loạn để sẵn sàng đấu tranh giữ vững an ninh chính trị và bảo vệ tính mạng cho nhân dân trong mọi thời điểm. Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự tổ chức lễ tốt nghiệp cho học viên khóa 1 Sĩ quan Kỹ thuật trình độ đại học khóa 2011-2016 và khóa 3 Sĩ quan Kỹ thuật Liên thông Đại học khóa 2013-2014, Thiếu tướng Nguyễn Công Thành, Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật và Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 7 đến dự lễ. Trong năm 2016, Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự có hơn 200 học viên tốt nghiệp thuộc khóa 1 Sĩ quan Kỹ thuật trình độ đại học và khóa 3 Sĩ quan Kỹ thuật Liên thông Đại học. Trong đó, khóa 1 Sĩ quan Kỹ thuật với 97 học viên là khóa đầu tiên nhà trường tổ chức đào tạo sĩ quan cấp phân đội trong thời hạn 5 năm. Khóa 3 Sĩ quan Kỹ thuật Liên thông Đại học với 124 học viên, chủ yếu là cán bộ kỹ thuật có trình độ cao đẳng từ các cơ quan đơn vị trong toàn quân. Trong quá trình học tập và rèn luyện, các học viên đã nắm chắc các nguyên lý cấu tạo của các loại vũ khí, khí tài, đạn dược, các trang bị kỹ thuật và công tác cất giữ, bảo quản, bảo dưỡng của các cơ sở kỹ thuật trong quân đội.
Kết quả, học viên khóa 1 sĩ quan kỹ thuật trình độ đại học tốt nghiệp khá giỏi đạt trên 90%. Trong đó có 22 học viên tốt nghiệp được phong quân hàm trung úy và hơn 85% học viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Học viên khóa 3 tốt nghiệp khá giỏi đạt 100%. Trong hành trình tham quan thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu già làng trưởng bản và cán bộ dân tộc thiểu số huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đến thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy Quân khu 7 cùng thủ trưởng các cơ quan quân khu thân mật tiếp đoàn. Báo cáo với Bộ Tư lệnh Quân khu về kết quả việc thực hiện công tác phát huy vai trò của già làng trưởng bản, cán bộ dân tộc thiểu số, đồng chí Đinh Tấn Bái, Phó Bí thư Huyện ủy Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cho biết, bằng uy tín và kinh nghiệm của mình, các già làng trưởng bản và cán bộ dân tộc thiểu số đã có những đóng góp lớn trong việc củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, vận động bà con giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội. Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy Quân khu, đánh giá cao những đóng góp của các già làng trưởng bản, cán bộ dân tộc thiểu số trong sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng nói riêng và Quân khu 7 nói chung. Đồng chí Phó Chính ủy mong rằng các già làng trưởng bản và đội ngũ cán bộ dân tộc sẽ là cầu nối trong xây dựng khối đại đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn huyện Lâm Hà cũng như của tỉnh Lâm Đồng, góp phần xây dựng địa phương mình ngày càng phát triển. Thực hiện nội dung ký kết nghĩa, Trường Quân sự Quân khu 7 tổ chức khai mạc tập huấn quân sự cho sĩ quan, hạ sĩ quan Quân khu 4, Quân đội Hoàng gia Campuchia. Thiếu tướng Phan Tấn Tài, Phó Tư lệnh Quân khu 7, Quân đội Nhân dân Việt Nam và Trung tướng Cam Pha, Phó Tư lệnh Quân khu 4, Quân đội Hoàng gia Campuchia dự lễ. Tham gia tập huấn có 105 sĩ quan, hạ sĩ quan thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Quân đội Hoàng gia Campuchia sang học tập, nghiên cứu, bồi dưỡng các kiến thức về các nghiệp vụ chuyên môn. Trong thời gian 3 tháng tập huấn, các học viên sẽ được học tập, trao đổi những kinh nghiệm trong huấn luyện, chỉ huy, sẵn sàng chiến đấu. Thiếu tướng Phan Tấn Tài, Phó Tư lệnh Quân khu 7, Quân đội Nhân dân Việt Nam mong rằng, qua các văn bản ký kết hợp tác và thực hiện các nội dung ký kết, quân đội hai nước sẽ thường xuyên hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau, nhằm tăng cường và thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa hai quân đội, cũng như giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 Quân đội Hoàng gia Campuchia. Tuần qua, tại Trường Quân sự Quân khu, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức khai mạc hội thi chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã Phường Thị Trấn giảng dạy chính trị giỏi lần thứ tư năm 2016. Đến dự có Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Phó Chính ủy Quân khu, Thiếu tướng Trần Hữu Tài, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Thủ trưởng các cơ quan quân khu, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Chỉ huy quân sự 8 tỉnh trên địa bàn Quân khu 7. Tham gia hội thi lần này, có 29 thí sinh được tuyển chọn từ 1.339 đồng chí thông qua hội thi cấp quận, huyện, tỉnh, thành phố. Các thí sinh phần lớn được đào tạo lý luận chính trị cơ bản, được rèn luyện qua thực tiễn, có kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương nói chung, công tác giảng dạy chính trị cho dân quân tự vệ nói riêng. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia cái hội thi này thì bản thân rất là vinh dự được đại diện cho là tỉnh Bình Dương đi tham dự cuộc thi này. Thì qua cuộc thi này là tôi nhận xét thấy rằng cuộc thi tổ chức rất là quy mô, rất là nghiêm trang và hoành tráng để giúp cho thí sinh học được rất là nhiều điều qua cái cuộc thi này. Trong thời gian 2 ngày, thí sinh trải qua 3 phần thi, đó là chuẩn bị đề cương bài giảng, thực hành giảng bài và thi hiểu biết bằng hình thức trắc nghiệm. Theo đánh giá của ban giám khảo về công tác chuẩn bị bài giảng, các thí sinh tuân thủ nghiêm quy trình soạn giảng chính trị cho dân quân tự vệ theo phương pháp hỏi đáp. Hầu hết đều ứng dụng tốt công nghệ thông tin, sử dụng phương pháp trình chiếu để nâng cao chất lượng giảng bài. Phần thực hành giảng bài, nhiều đồng chí nắm chắc, hiểu sâu nội dung bài giảng, bình tĩnh, tự tin, chững chạc, thể hiện tác phong mô phạm. Tạo không khí buổi học vừa dân chủ vừa nghiêm túc, nhưng lại có sự gần gũi, thoải mái giữa người dạy và người học. Thi hiểu biết bằng phương pháp trắc nghiệm là phần thi đổi mới nhất so với các lần trước. Nhưng do được làm quen từ hội thi cấp cơ sở, nên thí sinh đã nắm chắc nội dung, trả lời đúng phần lớn các câu hỏi. Khi mà nhận được cái kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh gửi cho bản thân tôi,
chúng tôi xác định cái thứ nhất, xác định đây cái công tác mà giảng dạy chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ, đây là cái nhiệm vụ thường xuyên hàng năm của chúng tôi và là thuộc trách nhiệm của mỗi người chính trị viên của chúng tôi. Chúng tôi chuẩn bị giáo án. Sau đó tiếp tục đó, trên cơ sở xong cái giáo án thì chúng tôi tiếp tục xây dựng các cái PowerPoint trình chiếu, cái nội dung bài giảng cho nó phù hợp với cái đối tượng dân quân, đồng thời nữa là phù hợp với cái cuộc thi này. Với vị trí là một chính trị viên thì công tác giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân là hết sức quan trọng, nó quyết định sự thành công hay thất bại trong việc thực hiện các nhiệm vụ địa phương. Cho nên việc xác định đúng cái nhiệm vụ của mình là vấn đề hết sức quan trọng. Sau đó mình phải không ngừng học hỏi kinh nghiệm của những đồng chí đi trước, nghiên cứu các tài liệu, rồi nghiên cứu việc đổi mới phương pháp dạy học và đặc biệt là sử dụng các cái phương tiện phục vụ cho công tác dạy học chính trị ở địa phương. Kết quả giải toàn đoàn, nhất đoàn Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, nhì đoàn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai, ba đoàn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước. Giải nhất cá nhân thuộc về đồng chí Nguyễn Văn Trúc, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự phường Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Ban tổ chức còn trao 3 giải nhì và 7 giải ba cho các cá nhân có thành tích tốt trong hội thi. Đặc biệt, 100% các nội dung thi và 100% thí sinh đều đạt giỏi. Tuần qua, đoàn công tác Tổng cục Hậu cần đã phúc tra kết quả thực hiện các nội dung trong phong trào thi đua xây dựng đơn vị chính quy, an toàn, hiệu quả tại Trung đoàn 657, Cục Hậu cần Quân khu 7. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành vận tải cấp chiến lược, chiến dịch và là cơ sở để đánh giá kết quả phong trào thi đua. Là đơn vị vận tải của Quân khu 7, trong thời gian qua, Trung đoàn 657 đã thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng đơn vị chính quy, an toàn, hiệu quả, phát triển mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong xây dựng đơn vị vận tải chính quy. Đơn vị đã tích cực thực hiện các chỉ tiêu trong phong trào thi đua, bảo đảm năng suất, chất lượng và hiệu quả, vận chuyển an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và hàng hóa. Trong 10 năm qua, Trung đoàn đã thực hiện tốt các chỉ lệnh vận tải, luân chuyển hàng hóa các loại, với hơn 3 triệu km đảm bảo an toàn tuyệt đối, tiết kiệm 650.000 lít xăng dầu. Tại buổi làm việc, đoàn phúc tra của Tổng cục Hậu cần cho rằng, trên cơ sở kết quả đạt được trong 10 năm qua, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 657 cần tiếp tục phát huy điểm mạnh, tìm những giải pháp khắc phục yếu kém tồn tại, thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả trong những năm tiếp theo. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện luật quốc phòng. Đồng chí Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chủ trì hội nghị. Thiếu tướng Phan Tấn Tài, Phó Tư lệnh Quân khu 7 và Thiếu tướng Nguyễn Gia Hòa, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 dự hội nghị. Trong 10 năm qua, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, từng bước tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang ngày càng được nâng lên, thực sự làm nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ngăn ngừa và làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự cũng đã trao đổi, thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, bất cập còn tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện luật quốc phòng tại địa phương đơn vị. Trong đó, tập trung vào những quy định về đối tượng điều chỉnh, chính sách quốc phòng, nguyên tắc hoạt động, cơ cấu tổ chức của lực lượng vũ trang, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan tổ chức, quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng, mối quan hệ giữa các cơ quan tổ chức về nhiệm vụ quốc phòng, cơ chế, chính sách xây dựng khu vực phòng thủ, bảo đảm ngân sách, vật tư, tài sản cho quốc phòng. Tổ đại biểu Quốc hội khóa 14, đơn vị số 2, thành phố Hồ Chí Minh, gồm Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy Quân khu 7, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, ông Dương Ngọc Hải, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Cần Giờ. Ông Dương Ngọc Hải, đại diện cho tổ đại biểu Quốc hội, báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14, đồng thời mong muốn cử tri cho các ý kiến để tổ đại biểu ghi nhận và có phản ánh với Quốc hội. Các cử tri lần lượt nêu lên những ý kiến còn chưa rõ, như tình hình về luật đất đai, người Trung Quốc sang Việt Nam làm hướng dẫn viên du lịch không phép, tình trạng chảy máu chất xám trong giới trẻ hiện nay,
nạn bạo lực học đường, tình hình an ninh trật tự, các vấn đề liên quan đến biển đảo. Thay mặt cho tổ đại biểu Quốc hội, bà Tô Thị Bích Châu cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của cử tri và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ tổng hợp báo cáo lên cơ quan chức năng xem xét, tìm hướng giải quyết trong thời gian sớm nhất. Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Tinh thần nhân văn ấy luôn được thể hiện trong các chiến dịch hiến máu tình nguyện. Hiến máu tình nguyện đã góp phần cứu sống và mang lại hạnh phúc cho hàng ngàn gia đình. Những nghĩa cử cao đẹp ấy luôn được thể hiện một cách nhiệt tình của các bạn trẻ. Và những cử chỉ cao đẹp ấy cũng đã được các đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang quân khu 7 hưởng ứng sôi nổi. Với không khí sôi nổi và nhiệt huyết của tuổi trẻ, ngay từ sáng sớm, 300 học viên thanh niên có mặt ở tiểu đoàn 4 đang chờ để đến lượt hiến máu. Trong đó có những người lần đầu tham gia, cũng có những người nhiều lần hiến máu. Thế nhưng tất cả đều chung một cảm xúc vui vẻ và tình nguyện. Chính không khí ấy đã tạo nên một ngày hội giàu tính nhân văn. Với binh nhì Đỗ Hữu Lộc, chiến sĩ tiểu đoàn 17, trung đoàn 4, đây là lần đầu tiên tham gia hiến máu, Lộc tâm sự. Là một chiến sĩ, tôi rất cảm thấy là vinh dự và hạnh phúc khi được các đồng chí đồng đội tham gia cái buổi hiến máu ngày hôm nay. Qua buổi hiến máu là tôi cảm thấy được cái tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người, để từ đó là xác định được cái bổn phận của mình đối với sức khỏe của cộng đồng. Hiến máu nhân đạo là một hoạt động tình nguyện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc cứu sống tính mạng con người thoát khỏi cơn hiểm nghèo. Bởi vậy, không chỉ có các câu lạc bộ tình nguyện và các tổ chức nhân đạo tổ chức các buổi hiến máu nhân đạo, mà trong lực lượng vũ trang, hoạt động này cũng được cấp ủy các cấp quan tâm để những giọt máu nghĩa tình của lực lượng vũ trang quân khu 7 đến với các bệnh nhân hiểm nghèo. Tham gia tích cực phong trào hiến máu tình nguyện trong lực lượng vũ trang quân khu, nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, chiến sĩ, học viên hiểu được ý nghĩa cao đẹp của phong trào hiến máu tình nguyện. Với phương châm giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, cán bộ, chiến sĩ, học viên, nhà trường đã tích cực tự nguyện tham gia phong trào hiến máu tình nguyện. Nhà trường đã kết hợp chặt chẽ với quân y viện 175 của Bộ Quốc phòng đã tổ chức chu đáo, chặt chẽ và đúng quy trình trong đợt hiến máu. Trong chuỗi liên tiếp 3 tuần, đây là tuần thứ 2, các đồng chí cán bộ, chiến sĩ của nhà trường đã thực hiện chương trình hiến máu tình nguyện. Và nhờ có các đơn vị máu từ cán bộ chiến sĩ của nhà trường đã góp phần cho Bệnh viện Quân y 15 cấp cứu điều trị thành công rất nhiều các trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, các tai nạn chấn thương đang nằm cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Quân y 15. Chỉ trong một buổi sáng, với tinh thần và trách nhiệm cao nhất của người hiến máu và đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện 175, những giọt máu nghĩa tình của tuổi trẻ trường quân sự quân khu 7 đã góp phần đến với những hoàn cảnh khó khăn. Những tình cảm, những chia sẻ ấy của những học viên trường quân sự quân khu 7 sẽ là những hình ảnh đẹp và ý nghĩa nhất trong cuộc sống của mình. Thực hiện lộ trình số hóa trên các phương tiện truyền hình, đồng thời cũng là để nâng cao chất lượng và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu thưởng thức thông tin, giải trí của nhân dân về các chương trình truyền hình trên cả nước. Trong tháng 8 năm 2016, Viettel phối hợp Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh triển khai tặng truyền hình số một chiều đến 3.000 hộ dân trên địa bàn thành phố. Thực hiện chương trình, các hộ nghèo sẽ được miễn phí hòa mạng ban đầu và tặng phí thuê bao trong vòng 24 tháng. Theo biên bản ghi nhớ, Sở Thông tin Truyền thông và Viettel Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất danh sách hộ nghèo sẽ do Sở lựa chọn trong tổng 65.377 hộ nghèo. Trong đó có 44.765 hộ nghèo theo chuẩn trung ương và 34.005 hộ cận nghèo, trong đó có 21.837 hộ cận nghèo theo chuẩn trung ương. Với những gia đình nghèo trên địa bàn huyện Củ Chi, việc được Viettel ưu đãi hỗ trợ gói lắp đặt và sử dụng miễn phí truyền hình số với chất lượng cao là niềm vui lớn cho các gia đình. Trên thực tế, để sở hữu các dịch vụ truyền hình số chất lượng cao, người dân phải bỏ ra một khoản tiền hàng tháng để sử dụng truyền hình chất lượng cao. Nhưng với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì việc tiếp cận các loại dịch vụ như vậy là quá lớn. Trước hết là gia đình cũng thành thật cảm ơn là bên tập đoàn Viettel đã giúp đỡ cho gia đình được có được cái chương trình để cho mấy cháu được xem TV hàng ngày. Mong muốn rằng tập đoàn Viettel càng ngày càng vững mạnh hơn nhiều hơn nữa
để mà cùng với nhân dân mình góp sức nhau. Và lời chân thành nhất của gia đình là thành thật cảm ơn tập đoàn Dì Treo và những anh em đã không quản ngại đường xá xa xôi và khó khăn để đến đây. Đây được xem là một chương trình ý nghĩa hỗ trợ đến hộ nghèo, những người chưa có điều kiện để tiếp cận thông tin hàng ngày. Qua chương trình, Viettel cũng mong muốn sẽ đem lại những lợi ích thiết thực nhất cho những gia đình còn khó khăn, để qua đó con em có thể tiếp cận nhiều thông tin bổ ích, hỗ trợ tích cực trong cuộc sống, công việc, học tập của người dân và góp phần chung tay cùng địa phương nâng cao đời sống tinh thần của người dân trên địa bàn thành phố. Tại ấp Phú Lợi, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, công ty Đông Hải Quân khu 7 tặng 2 căn nhà tình thương cho gia đình ông Võ Văn Ngoa và gia đình bà Đoàn Thị Lệ Hằng là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Mỗi căn nhà tình thương được xây dựng diện tích 40m2. Công ty Đông Hải Quân khu 7 tài trợ 40 triệu đồng. Tại lễ bàn giao nhà, Đại tá Lê Tất Lợi, Phó Tổng Giám đốc công ty Đông Hải trao tặng cho gia đình ông Ngoa và bà Hằng một số phần quà là những vật dụng có giá trị thiết thực khi về nhà mới, giúp các gia đình có điều kiện ổn định cuộc sống. Được thành lập giữa lòng chiến trường miền Nam, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bắt đầu bước vào giai đoạn ác liệt, trường sĩ quan lục quân 2 vừa đảm nhiệm công tác huấn luyện cho cán bộ quân sự chính trị cung cấp cho chiến trường miền Nam, vừa tham gia trực tiếp chiến đấu, lập nên bao chiến công hiển hách, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong chặng đường 55 năm qua, phát huy truyền thống anh hùng, cùng với sự phát triển của cả nước nói chung, quân đội nói riêng, nhà trường đã từng bước phát triển, trưởng thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng, quân đội và nhân dân tin yêu giao phó. Sau khi thực dân Pháp thất bại hoàn toàn trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đế quốc Mỹ với mưu đồ bá chủ đã từng bước hất cảnh Pháp và trực tiếp tham chiến tại miền Nam Việt Nam. Chúng dựng nên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, đưa cố vấn và viện trợ quân sự vào miền Nam. Để đáp ứng yêu cầu về cán bộ cho các đơn vị quân giải phóng miền Nam, đòi hỏi phải đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ cao hơn. Vì vậy, ngày 27 tháng 8 năm 1961, Ban Chỉ huy quân sự miền quyết định hợp nhất C-50 và C-850 thành trường quân chính sơ cấp quân giải phóng miền Nam Việt Nam, lấy phiên hiệu C-86, tiền thân của trường sĩ quan lục quân 2, Đại học Nguyễn Huệ ngày nay. Có nhiệm vụ đào tạo bổ túc cán bộ quân sự chính trị sơ cấp mỗi năm 2 khóa, đặt dưới sự lãnh đạo của Trung ương Cục và sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ huy quân sự miền. Địa điểm trường đóng quân thuộc ấp Lò Gò, xã Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, nay là huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Lúc mới thành lập, trường gặp rất nhiều khó khăn. Trường thiếu thốn cả về vật chất, cả về nội dung giảng dạy. Vì vậy cho nên thầy và trò lúc đó phải vừa tổ chức huấn luyện, lại vừa phải là cơ động biên soạn tài liệu, cơ động đánh địch, vừa lại phải đi vận tải tiếp tế lương thực. Đất nước được hưởng thanh bình chưa lâu, thì cuối thập niên 70 của thế kỷ 20, bọn phản động Pol Pot in Seri ngang nhiên xâm lấn biên giới, gây bao tội ác với đồng bào ta ở các tỉnh Tây Nam. Cán bộ học viên nhà trường lại trực tiếp tham gia chiến đấu, phối hợp với lực lượng vũ trang giúp bạn đánh đổ chế độ Khmer Đỏ, giải phóng Phnom Penh, điệu múa Apsara say đắm lòng người của xứ sở Chùa Tháp được hồi sinh. Theo yêu cầu của bạn, nhà trường được Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ chuẩn bị mọi mặt giúp bạn xây dựng trường lục quân tổng hợp để đào tạo đội ngũ sĩ quan trẻ cho quân đội cách mạng Campuchia, mở các lớp tập huấn bồi dưỡng cán bộ bổ sung về các tỉnh thành biên giới làm lực lượng nòng cốt cho bạn bảo vệ tổ quốc. Hoàn thành nhiệm vụ trên nước bạn Campuchia, cán bộ chuyên gia nhà trường lại tiếp tục nhận nhiệm vụ mới. Nhà trường đã chú trọng xây dựng quy hoạch cán bộ đáp ứng yêu cầu trước mắt và cơ bản lâu dài, có nhiều biện pháp tích cực giải quyết số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên.
Với ý chí quyết tâm cao, toàn trường ra sức thi đua vượt khó để trưởng thành trên tất cả các mặt công tác. Nhà trường chính thức trở thành trung tâm đào tạo sĩ quan chỉ huy binh chủng hợp thành cấp phân đội có trình độ đại học cho quân đội ta ở phía Nam, với nhiều chuyên ngành, nhiều cấp học và nhiều đối tượng. Để chuẩn bị cho cái việc mà trường lên đại học, khó khăn nhất trong giai đoạn đó là giáo viên. Vì giáo viên mà không có trình độ đại học thì không thể lên đại học, mà tỷ lệ lúc đó thì rất ít. Thì tinh thần khắc phục khó khăn của trường này ấy, thì phải nói là rất là tốt. Và anh em trong đảng ủy, trong thường vụ, trong đảng ủy là cùng quyết tâm để đưa nhà trường lên đại học. 55 năm, một chặng đường lịch sử gắn liền với những thăng trầm trong kháng chiến. Nhà trường mãnh liệt trong lửa đạn chiến tranh này đã vươn mình thành một trường đại học quân sự lớn. Từ mái trường này, hàng vạn cán bộ chỉ huy cấp phân đội đã trưởng thành, bổ sung sức mạnh cho quân đội. Trải qua hơn nửa thế kỷ hào hùng, với bao công sức, máu xương của lớp lớp thế hệ cán bộ, học viên đoàn kết, đồng lòng xây dựng chung đắp. Đến nay, trường Sĩ quan Lục quân 2 đã là một trường đại học trong hệ thống các học viện, nhà trường của quân đội và quốc gia. Niềm vui nối tiếp niềm vui. Tháng 10 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập trường Đại học Nguyễn Huệ trên cơ sở nâng cấp trường Sĩ quan Lục quân 2, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của nhà trường, khẳng định vị thế của một trường đại học trong hệ thống giáo dục quốc gia. Để trở thành một trường đại học quân sự, nhà trường đã có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong đó, yếu tố đầu tiên mà Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường xác định đó là xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ năng lực giỏi, có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, đáp ứng với sự phát triển ngày càng cao của nhiệm vụ giáo dục đào tạo. Bên cạnh đó, nhà trường luôn quan tâm đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng tuyển sinh, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư nâng cấp trang thiết bị dạy học. Sau 10 tháng trở thành trường đại học, tháng 8 năm 2011, nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép đào tạo chuyên ngành nghệ thuật quân sự trình độ thạc sĩ. Để có được niềm vinh dự ấy là cả một quá trình miệt mài phấn đấu, tích lũy các yếu tố đạt chuẩn. Các khoa giáo viên trong nhà trường đã thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên. Với nhiều giải pháp đồng bộ, đội ngũ giảng viên nhà trường đã có sự phát triển vững chắc cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng ngày càng cao với yêu cầu nhiệm vụ giáo dục đào tạo của nhà trường. Phải tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đảng chính trị, đổi mới cả nội dung, biện pháp, phong cách tác phong theo cái yêu cầu là bám sát nhiệm vụ, bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở phân đội, sâu sát từng việc, từng người, tập trung nâng cao cái năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy chi bộ, hiệu lực chỉ huy quản lý và chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng. Từ đó mà nâng cao cái nhận thức, niềm tin, tự hào, vinh dự, tâm huyết trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ và xây dựng nhà trường xứng đáng với truyền thống vẻ vang và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Với những thành tích đạt được trong chiến đấu và giáo dục đào tạo, nhà trường đã được Đảng, Nhà nước và quân đội tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, năm 1996, nhà trường vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân. 55 năm thấm bao công sức, máu xương của lớp lớp thế hệ cán bộ, học viên, chiến sĩ, công nhân viên nhà trường, chung sức, chung lòng, viết nên truyền thống trung dũng, sáng tạo, đoàn kết, kỷ luật, dạy tốt, học giỏi. Truyền thống ấy đã trở thành động lực tinh thần to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho các thế hệ hôm nay của nhà trường, vượt qua bao khó khăn, thử thách, để từ trường quân chính trung sơ cấp năm xưa, vươn mình thành một trường đại học quân sự có uy tín của quân đội ta ở khu vực phía Nam. Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình truyền hình của Khu 7 kỳ này đến đây là hết. Quý vị và các đồng chí có thể xem lại chương trình vào lúc 5 giờ 30 phút sáng ngày mai trên HTV9 hoặc có thể truy cập vào trang web www.báoquânkhu7.vn. Xin chào và hẹn gặp lại!